vị, quán nổi tiếng quá nên là 104. 104 Trần Văn Ơn nha quý vị. Hello, xin chào quý vị, chào mừng quý vị quay trở lại với channel của Lý Hương TV. Hôm nay lân la đi ăn tối ở Bình Dương đây. Đây là một con đường tên là Trần Văn Ơn quý vị ạ. Đường này từ khi mà phóng đường lên trời nhìn rất là đẹp luôn nè quý vị. Bên đây có một tòa chung cư ha, chơi đàn sáng lấp lánh luôn. Hôm nay đi ăn cháo hào nha quý vị. Ôi có nhiều món lắm nè, sữa, trà sữa, bút chì, bún đậu mắm tôm. Hôm nay mình sẽ thử cái quán này. Quán này là cháo hào, cháo sầu huyết, hào nướng và một số món nữa. Trời, từ cháo hào 25k chất lượng nha. Đếm coi mấy con hào chứ. Có con trứng cút nè. Một em hào. Có huyết nè. Hai em hào. Ồ, chất lượng nha. Một em nấm. Được hai em hào á. Một em trứng cút. Ồ, ba em hào. Hai em hào. Một em mực. Hai ba con mực. Hình như rau mực thôi. Trời ơi, ngon quá. Đó, hôm nay là ba em đi ăn. Nhưng mà một em đã ăn tối. Biết không? Biết ha. Thì phải sắp ra thôi, không thể cho hết cũng được. Dưới ánh đèn sân khấu nó bay bay đẹp ghê này chứ. Em có hào ngon lắm. Em này vô review không? Em có hào ngon lắm á. Ngon hả? Rồi đã tưởng hào nha. Ôi khói ngay miếng đèn cũng đẹp ghê này. Nóng hổi ha. Quá hấp dẫn luôn. 25k đúng thiệt. Quá chi là chắc mặt bằng nhà. Được trợ giá mặt bằng nhà thì không có giá đó. Hào tươi. Dễ lên thêm một. Thêm một. Dạ. Hấp dẫn quá. Đây là hào ngũ vị. Ngũ vị. Mà có phô mai nè. Có nướng sa tế nè. Nướng mỡ hành nè. Lại nướng trứng. Lại cái gì nữa? Trứng muối hả? Trứng này chắc đập cái trứng vô hào á. À vậy coi như quán chuyên hào á. Chua đó, ngon. Tươi vừa vị. Thường á là hay bỏ thêm miếng tắc vô chua chua với miếng ớt nữa. Lại hết xíu rồi tính. Em điên lén nè, em không dám lên hình. Hả? Em điên lén nè, em không dám lên hình. Sau khi ăn hết được hả? Trời ơi, siêu luôn. Ta ăn trái phụ nha. Ăn siêu luôn. Hào béo uống. Nó ngon lắm chứ. Nó vừa tươi, cái bỏ vô giống như hào sữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cay đó nha, bị bỏ thêm ớt rồi đó mà ngon lắm, cay húp nóng nóng á. Đúng thiệt, ngồi ngoài này nó có không khí hơn, chứ thử đem về nhà mà vô phòng nó mất không khí. Bởi vậy đoạn đường phải sung. Rồi ăn tiếp mì ra, ăn nhiều nhiều nữa ra. Đó là sao rồi. Cùng mì xong mất muỗng hả? Không có đủ hả? Quên xin lỗi nha, quên xin lỗi. Tuyển không được món nữa. Đang làm nhanh chất phát là tốt các món ngon Bình Dương. Ăn chết. Làm được gần 10 quán. Ốc kìa sung nè. Cháo lòng dưới hủ dầu ngon. Cháo lòng má 10 giờ đêm bán. Ờ 10 giờ đêm bán. Ăn tươi ngon. Cái này là ốc móng tay xào rau muống 35k. Tiếp tục hai bạn cho ít ý kiến đi. Rất ngon. Ngon không? Vừa phải. Ở món đai xào chỉ có món này có giá là 35k thôi. Ở món đai chẳng miếng mì vô. Nếu mà đi có đọc bỏ khác đúng không? Chứ nhiều khi vô mình ăn có món chứ mất rồi nó no. Ở này mình thử được nhiều món. Bốn món luôn. Hai bạn kia là được hai chén rồi. Xin thêm đũa đi, ăn mì mà không có đũa đâu ăn. Ăn nữa. Hạt nữa. Hết luôn nha. Hết luôn rồi. Trong cục ớt vô. Ớt này mọi người trang trí. Không không, cho nó ăn ít thôi, nó ăn nhiều quá. Rồi ăn này nha. Mua. Ăn đi. Đây là cho thử miếng sao nghĩ sao. Yeah. Chiến tích. Hay nóng để lâu á. Cái này nó có 3 cái muỗng. Mà tới 5 con hào. Em nhà Yến được 1 con thôi. Em nhà Yến được 2 con á. Rồi, ai muốn ăn cái gì nè? Dạ nhà Yến trước á. Phô mai. Phô mai hả? Này hả? Cái này. Phô mai ở này. Bạn nhà Yến bạn chọn cái này. Đó, ăn xong review nha. Coi nó làm sao nha. Rồi. Ý là nói cảm nhận vô video thôi. Cái này để cái gì ta? Cái này là ê, cái này sắp tới đó nha. Thôi vậy mà ăn đi. Nè, có hành được á. Ăn trứng được không? Có hành có béo luôn nè. Thôi, đúng rồi, ăn trứng được không? Đỡ béo. Rồi, đây. Bạn tí. Đó.
xíu xin cảm nhận nha. Rồi mình sẽ chơi cái thằng cay cay này. Ủa cái muỗng đẹp đó, cái muỗng này cái vỏ hồng ngắm nha, để đồ đầm. À, có nước có chấm nè. Ủa? Hình như nước chấm thôi, nước chấm của bên thằng mực á. Cái thằng này là nó đủ rồi. Ai muốn thì cho thêm miếng. Sao nó cứng, sao nãy lắm ra ta. Cũng vừa. Vừa. Cái này thật á. Đúng rồi. Sao? Cái dữ mà. Cắt dùng cái ném thật. Lắm ngon. Chỗ đây gia vị là vừa chứ không bị mặn nha. Ok. Bạn nha, Yến ăn thấy sao? Ngon hả? Còn hai con ăn kìa. Thôi giờ còn con nhỏ này đi. Con này là nó muốn ăn mớ hàng. Mớ hàng. Mớ hàng hả? Ờ, tao cũng thèm mớ hàng nè, cho miếng mớ. Rồi, tiếp tục. Khoan mấy bạn. 40k thôi quý vị. Rất là hấp dẫn nha. Nhiều mực lắm. Được bốn em nha. Rồi đây được bốn con chứ sao ta. Thôi cho bạn cho chí hai con nha. Rồi Lý Hương với nhà Yến đứa một con. Hai được gì vậy? Có hai con nhỏ. Nước hả? Xíu đi. Có hai con nhỏ, hai con bự. Bây giờ cho bạn nhà Yến với Lý Hương hai con, hai con bự. Bạn Yến chí là hai hai con nhỏ. Rồi giúp nha. Ui dễ quá. Ôi tao nó rớt cái đầu đó rồi, nó rớt cái đầu ơi. Ủa nó làm xong cái đầu chưa ta? Đây là cái nào hai con nhỏ, con này là con nhỏ đúng không? Hai con ngoài bìa á, chấm vô cái phòng nước sốt nha quý vị. Ui tính ra con người nha. Cái màu tím của nó hả? Ăn luôn. Ăn chả nhiều lắm. Mực này thì hơi mềm. Thôi tại vì đem ra đâu rồi. Thầy chắc mực trứng đó ha. Nghĩ ra nữa ra. Thôi ăn lên cho con thấy mình á. Ăn cái đầu đi. Không ơi. Thôi vậy ba ăn cái đầu đi. Ừ. Không có gì quá. Nãy ăn cơm rồi. Cháo là ăn cơm. Cháo ăn cái đầu đúng không? Ăn cái đầu ha. Không phải giờ. Rồi. Ăn gừng rồi vô nè. Ồ tụi nó ăn mực mình chơi mình gấp gừng với ớt ăn. Cây vậy ấy dí mà dám ăn nữa mà con thì nhơ gì. Nó ra dĩa nhỏ nhỏ xinh xinh xuống tiền dễ đúng không? Khoảng 35-40. Cứ mà nghe 60 cái nghe nó cũng hơi nhiều ha. Nó lại thường đi vậy mà nó làm ít ít vậy mình ăn được nhiều món á. Kế nha. Thơm à. Phải xanh xanh. Giờ đi ăn thêm một quán nữa. Lâu đời lắm ở Bình Dương. Món đó là nổi tiếng. Đậu hũ nước cốt dừa. Hũ đường nước cốt dừa. Rồi, xin mời hai bạn. Này vừa có đường vừa có béo nữa nha.
có gừng nữa nè. Vô à, trong rừng ngủ buồn ngủ à. Đường đồng đầy giúp nhất dài coi. Có không khí vậy? Đấy là sự tự do. Đây là ngay văn phòng ở khu phố 8. Quán lâu đời ở dọc đây cũng có nhiều quán đậu hũ lắm. Ngay đây là trường tiểu học Nguyễn Trãi nè, rất là đông. Mọi người lại ăn. Có không khí cho quý vị. Rồi thôi. Video giới thiệu đến đây thôi. Bây giờ Lý Hương đi về đây. Hôm nay có em bé Nhã Yến trốn gia đình đi ăn. Không dám lên hình, quay về thế nào bên kia biết hết. Nghe đường này là đường Tên Văn Công Khai, cắt với Hai Bà Trưng ha. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye đi.